biết là các anh làm đúng là em chấp hành. Làm đúng đây mà tôi dừng xe anh kiểm tra giấy tờ hành chính bình thường. Thứ nhất, chỉ có các anh giao thông này dừng xe kiểm tra của em, đeo thẻ xanh. Và anh ấy làm hai việc. Một, anh ấy thông báo được lỗi của em thì em đưa cho anh kiểm tra giấy tờ. Hai, nếu các anh làm việc theo chuyên đề thì các anh đưa giấy ký của thủ trưởng. Đúng thôi, thôi. Là còn ngoài ra bọn em không có. Đúng rồi, làm chuyên đề chứ đúng cái dịch Tết này đấy. Chứ không phải là chúng tôi đâu. Bọn anh á, bọn anh đang dừng ở chỗ trạm giao thông ở đâu ấy, có đội kiểm tra. Ờ. Không, 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 không sao nhá. Có gì bọn anh lên tới nơi đấy. Nếu các anh có làm theo chuyên đề, các anh cho em xem giấy tờ chuyên đề. Anh ra đây này, anh ra đây. Đây, mời anh ra đây, mời anh xem bên này, xem chuyên đề. Em đứng đây được rồi. Anh quay rõ vào nha anh nhá. Quay rõ rồi không đăng YouTube không nét đâu. Đấy, thì là đấy, năm trăm. Chụp quà với em một chút quá. Một bàn nhà thì cũng mở chụp quà cái giấy tờ như thế này à, chụp quà cũng mở chụp quà mẹ. Có gì đấy? Có cái gì đâu, phải khó khăn đâu mà. Không, bọn em cũng không khó khăn, bọn em chỉ là làm đúng nhưng mà có gì đâu anh. Thế là cái kế hoạch đảm bảo gì tên này từ kế hoạch từ không anh ơi, cái kế hoạch này thì không liên quan ạ. Chuyên đề kiểm tra hành chính các anh ạ. Không. Không, kiểm tra không anh ạ. Cái này ở dưới bọn em. Bọn em nhìn thấy cái tờ chuyên đề nó rất là lâu rồi. Nó rất là nhiều lần rồi. Ý của em chỉ có hai việc thôi. Là anh dừng xe em ở đây. Ý anh là anh bỏ điện thoại xuống đây. Anh ơi được phép quay anh ạ. Trên là anh quay đây. Anh đứng chỗ khác mà quay. Tôi còn đưa anh cả khải đạn cho tôi đầy đủ mọi thứ nhá. Còn ý anh là chúng tôi là nếu mà là ý em nói chuyện, ý là em chúng tôi không có thẩm quyền để kiểm tra giấy tờ anh là không phải là không có thẩm quyền. Ví dụ như là tôi hỏi anh nhá. Không phải là không có thẩm quyền. Ví dụ tôi hỏi anh nhá. Ví dụ như là những cái lỗ không bảo hiểm, không đội mũ này, không gương cả đây. Anh ơi, những cái lỗi người ta trực tiếp như thế thôi. Tao đi. Từ từ. Đi thôi. Hỏi xem các đồng chí có cho đi không? Nếu không bắt không lấy được lỗi thì không lấy được thêm mình mà thêm nữa, mình khẳng định là mình đầy đủ giấy tờ. Các đồng chí mà không đưa cho mình lỗi thì mình sẽ không lấy được, là mình không đưa đâu. Vấn đề là em mà đầy đủ giấy tờ, anh phải biết là bọn em đi đường xa như này là bọn em chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cũng như đầy đủ các cái thông tin về luật. Các anh khẳng định chắc chắn là đủ thì cho kiểm tra đủ thì cho anh đi luôn. Không. Không có cái gì phức tạp cả. Em biết là nó không có gì phức tạp cả, nhưng các anh cứ làm đúng thì bọn em làm đúng. Bọn em là người đóng thuế để trả lương, đóng góp một phần để trả lương cho các anh. Các anh cứ làm đúng luật, bọn em làm đúng luật. Bọn em đi chấp hành luật pháp đầy đủ, lương đầy đủ, mũ thậm chí mũ bảo hiểm đấy. Quá là đầy đủ luôn, không có cái gì đâu. Không. Những cái lỗ mà nó không cái lỗi đấy nó bắt buộc cái lỗi đấy là lỗi hành chính. Anh có hiểu không? Thôi anh đi đi.